go home. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I hold to me where I fly. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go home. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nghĩa Radio xin giới thiệu đến anh em cái cách để mình kết nối Bluetooth giữa con vang số vang cơ anh em nhé. Vang cơ chống hú Bluetooth JBL K10 kết hợp cùng mic ATB GS868 cho anh em làm chương trình nhỏ mới có thể kết nối được cái nhạc qua không dây. Bây giờ mình đang thử với anh em làm kết nối bằng một chiếc điện thoại qua cổng 3.5mm và kết nối vào con vang. Ở đây thì mình sẽ thử cho anh em nghe tiếng rất là hay anh em nhé. Và đang sử dụng một con đẩy QA2007. Đánh rất lực luôn, kể cả tiếng micro. Đây là một cái micro. Alo, 5, 6, 1, 2. Đây là cái tiếng micro của anh em. Anh em có thể tùy chỉnh cái tiếng micro sao cho nó phù hợp với anh em. Echo nhiều hoặc ít, nhanh hoặc chậm, phù hợp cùng với anh em. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lê, 1, 2, Lô. Đây là cách sử dụng thông thường anh em nhé. Còn khi cái nút ấn này, đằng sau của nó sẽ có hai cửa, là một cửa BMG, một cửa VOD. Mình sẽ ấn như này để lựa chọn những hai cái cửa khác nhau. Đây là mình là cái cửa thứ nhất thì mình đang đấu qua cái đầu Việt KTV nhá. Còn đây cửa thứ hai, cửa VOD mình đang cắm bằng điện thoại, mình ấn đây nó sẽ chuyển sang cổng điện thoại này. Đấy, ấn nó chuyển nó sang. Tại vì điện thoại mình đang để volume to em nhé, nên nó kêu to hơn. Còn ở trong cái bộ này thì nó có cả con quản lý nguồn này, một con bộ mic không dây này, chuyên cho anh em thực hiện nhé. Cái dòng này mic này thì nó tiếng nó hay mà nó tiện lợi cho anh em là có cả đường cổng Canon, Canon hai bên và cổng chỉnh độ xa gần, nút chỉnh xa gần hai bên, hai dâu cho anh em dễ dàng sử dụng và kết nối. Về còn phần con vang số JBL K10 này, xin nói với anh em là cái bản K10 năm 2019 thì bây giờ nó sẽ bỏ cái dâu ở đây, bỏ cái dâu anten ở đây đi và nó thay bằng một cái dâu chìm ở trong này. Đây chính là một cái dâu nha anh em nhé, chứ không phải nó làm thừa này đâu. Đây là một cái dâu ngầm, anten ngầm. Nhà sản xuất người ta đã bỏ cái dâu đi để cho cái chất lượng, nó làm cái anten ngầm cho cái chất lượng sóng của Bluetooth của con này nó xa hơn, và nhằm làm tránh tắt lạc cái dâu rời. Tại vì cái dâu rời của nó là nhiều khi anh em nhận hàng là không biết sao nó lại mất đi cái dâu đấy, cái dâu rời đấy. Người ta làm tích hợp bên trong này luôn để cho tránh trường hợp là rơi mất của anh em. Và cái con vang JBL K10 này thì nó có thêm cả cổng center nhá. Đây, và có hai đường led dài này. Con này nó có 6 đường ra tất cả anh em nhé. Led dài này, sub, center. Đấy, và hai đường ra này. Đấy, tính ra thì con này nó sẽ có hai đường center anh em nhé, và hai đường sub luôn. Đây, một đường sub dạng cổng này, một đường sub dạng cổng hoa sen. Hai cổng center, một center dạng Canon, một center dạng hoa sen, và hai đường led dài. Đấy, led dài trái phải đưa xuống, thích hợp cho anh em dùng cả đẩy và cả âm ly luôn. Đấy, rất tiện lợi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái chuyển sang cái Bluetooth thì mình ấn cái nút này xuống này. Đấy, anh em ấn cái nút Bluetooth xuống nhá. Anh em ấn một nút Bluetooth xuống. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái điện thoại để kết nối. Và cái mật khẩu để kết nối Bluetooth là 1234 anh em nhé. Mình sẽ tìm cho anh em xem. Đây anh em vào Bluetooth này. Bluetooth. Và nó đang tìm các cái thiết bị khác. Cái tên của nó là Karaoke Mixer nhé. Anh em kết nối vào và nó sẽ hỏi mật khẩu. Thì mật khẩu mặc định là 1234. Và anh em ghép đôi.
Đấy, khi anh hiện gấp đôi thì nó sẽ hiện đã kết nối anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở Bluetooth cho anh em xem thử. Mình sẽ mở một bài nhạc ở trên YouTube. Anh có thể chuyển qua để nghe nghe trên điện thoại kia. Đấy. Mình có thể chuyển qua lại từ các chế độ Bluetooth vào chế độ thường. Và cái nút ấn Bluetooth này anh em nhé. Đây là mở Bluetooth này. Và mình có thể hát một bài karaoke ngay trên cái điện thoại đang kết nối Bluetooth này cho anh em nhé. Karaoke. Tình nghèo có nhau xem. Đây. Hello, 567, love. Love, love, love. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu kết đôi đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc minh miều, người yêu đái các cao sang, đùa là gầm hoa vàng son. Em cũng đi tìm người yêu đôi trắng thay đen. Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngàn. Lầu cao sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vương bền. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy. Em tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo quyệt không đổi lòng. Em ơi, biết rằng để mua qua cho anh em về cái sử dụng cái con vang cơ JBL K10 phiên bản nâng cấp 2019 này. Ở cái bản này thì nó có rất nhiều gì là nhiều cái hay. Những clip sau mình sẽ cho anh em xem ruột gan con này. Con này chạy mạch vỉ đỏ rất là đẹp anh em nhé. Và nó sẽ có một số cái nâng cấp rất là đáng chú ý. Còn về cái giá, bây giờ mình sẽ báo giá cho anh em. Là cái bộ mic mình vừa thử ATB GS868 này, hàng của Getmoney anh chính hãng em nhé, bảo hành 12 tháng. Thì cái giá là 3.800.000, chưa bao ship nhé. Còn cái vang số vang cơ JBL K10. Vang cơ JBL K10 Bluetooth này thì có giá là 2 triệu. Còn cái con đẩy QA2007 giá 4.800.000 anh em nhé. Con lọc nguồn này giá là 1.200.000 DBX T6. Đấy, dùng rất là tiện lợi luôn. Và mình vừa thử bằng cái cặp loa DMX. Con này là con NX12. Hàng này là hàng bãi Trung Quốc 100% anh em nhé. Bãi xịn luôn, chứ không phải là hàng Việt Nam đóng anh em nhé. Anh em có thể so sánh giữa cái hàng của mình và cái hàng của những nơi khác bán. Đấy. Rất xin cảm ơn anh em đã quan tâm và đã xem clip này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau.
Anh em nếu có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0934573743 để được biết thêm chi tiết. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.